Alo, xin chào các khán giả của Chat Với Sao. Và mỗi tuần một nhân vật, chúng ta đang cùng nhau chờ đợi câu chuyện thú vị lần này để cùng đến với các nhân vật khách mời của chương trình Chat Với Sao. Và có thể nói âm nhạc là một điều không thể thiếu được trong đời sống của mỗi người chúng ta. Có một điều mà các khán giả cũng từng khái niệm, đó chính là phong trào của các nhóm hát. Bởi vì họ đến và họ đi dường như cái tuổi thọ không nhiều quá. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ các cô gái thật dễ thương của một nhóm nhạc có lẽ đã có một thời gian thâm niên khá lâu cho con đường sự nghiệp của mình, và đến nay thì càng ngày càng được các khán giả yêu mến nhiều hơn, và đặc biệt là sự đánh dấu cho những hoạt động của mình cũng như là bước trưởng thành của mình trong âm nhạc bằng một album mới. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ các thành viên của nhóm Mắt Ngọc, khách mời lần này. Xin chào các thành viên của nhóm Mắt Ngọc. Xin chào. Và chắc có lẽ là rất là lâu rồi chúng ta mới có dịp để có một cuộc trò chuyện tiếp tục với nhau. Tính đến nay thì có lẽ là một khoảng thời gian cũng khá là dài để mà các thành viên gắn bó với nhau. Thế thì sẽ trở về những câu chuyện mà có lẽ là các khán giả ít biết về các bạn. Không biết rằng là cái duyên cớ nào để mà đưa cho Nga khi mà còn nhỏ mà bố mẹ dẫn vào để hoạt động bắt đầu phong trào ca hát. Đúng không, Thương Nhi? Đối với Nga thì có lẽ là cái niềm đam mê ca nhạc, âm nhạc này đến với Nga lúc mà còn rất là nhỏ rồi. Nga nhớ là lúc mà còn học mẫu giáo là lúc nào cũng được cô trong lớp chọn để mà được lên sân khấu và biểu diễn. Và sau đó lớn lên một chút thì ba là cái người mà lúc nào cũng bên cạnh để mà đưa đón để mà đến nhà thiếu nhi học, vì mẹ thì không biết đi xe nên ở nhà nội trợ thôi. Còn cái việc đưa đón đi học hát là ba đưa, coi như là ba là trên từng cây số, và tới bây giờ thì ba vẫn đưa Nga đi diễn vào mỗi buổi tối. Còn Duy Uyên, lúc đó thì cái duyên cớ nào để mà bắt đầu vào cái phong trào ca hát sinh hoạt thiếu nhi lúc đó? Uyên thì ngược lại là gia đình không có ai theo hết, nhưng mà chị một lần tình cờ đi tập thể dục nhịp điệu, tại vì ngày xưa còi quá, không có giống như là thịt không có gì, ba mẹ mới nói đi tập thể dục cho nó có khỏe. Thì một lần tình cờ đi lên thấy mấy anh chị trong phòng hát thì rất là thấy là vui và muốn được như vậy. Thế là Uyên tự động một mình lén gia đình đi đăng ký thi, và lúc đậu rồi mới báo gia đình biết là mình đã đậu vô cái đội ca nhà thiếu nhi phố rồi, đã bắt đầu học từ đó. Và lúc đó thì chúng ta chưa nói đến anh vì là anh mới gia nhập sau thôi, còn hai bạn lúc đó thì cái sự thân tình với nhau gắn bó nó như thế nào để mà có thể có một sự duy trì tình bạn mà thậm chí đến ngày hôm nay như là những cái đồng nghiệp mà làm việc với nhau đến bây giờ nữa? Như thì ban đầu có ghét nhau không? Không, thật sự thì lúc mà vào thì nghe vào học ở đội ca thành phố thì lúc đó Duy đã sinh hoạt trước nhau khoảng chừng một tháng. Thì cứ đặt Duyên dễ thương lắm, thấy cô bé này có vẻ ở ngoài thì lúc đó nhìn Duyên nhỏ nhỏ mà có đồng tiền này ngâm ngâm nhìn dễ thương lắm. Và sau này thì Duyên là một cái gương mặt rất là nổi bật trong đời ca thành phố, và rất là nhiều quý vị khán giả nhỏ tuổi nhí rất là yêu thương. Em là khán giả. Em là khán giả. Vậy thì bao giờ cũng vậy hết, trong mỗi cái nhóm sinh hoạt đều có những nhân vật nổi trội hoặc là những người ít được biết đến nhiều hơn, ít được quan tâm. Thì chẳng hạn như Duy lúc đó khi mà được mọi người biết đến với một vài ca khúc mà Khoa nghĩ là các bạn nhỏ, cái lứa của mình bây giờ lớn lên rồi, thì lúc đó vẫn còn nhớ như là Nhông 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 hoặc là Út Cưng gì đó, thì những cái kỷ niệm về cái ký ức đó nó như thế nào Duy? Thì ngày hôm nay muốn mà chia sẻ một tí với các khán giả của Trang Phía Sao. Thật sự mà nói thì đó là một kỷ niệm mà không bao giờ mà em quên được. Tại vì lúc mà mình vô sau những anh chị mà mình lại được người ta quan tâm nhiều hơn thì mình cũng cảm thấy vui, một phần cũng cảm thấy sợ. Sợ vì mình không biết là mình có đủ khả năng mà mình có thể là làm tốt được cái mà người ta lại mong muốn hay không. Nhưng là cũng hơi là do chắc là hiếu động nhiều quá trước camera nên là được đặc biệt là chú ý nhiều hơn. Thì bây giờ nhìn lại những cái băng đó vẫn còn cảm thấy là nhớ lại cái kỷ niệm đó, mà nhiều khi lâu lâu gia đình có thiếu nhi như gì bật lại coi thì vẫn còn nhớ cái tuổi thơ của mình. Mình mong muốn là các bé sau này là coi cái băng của Duy và các bạn thì sẽ thích hơn và càng yêu thích nhóm tập hơn nữa. Thế thì công cuộc tìm kiếm quanh để mà gia nhập vào thành một cái đội hình khá ổn định nhất của Mắt Ngọc đến thời điểm này như thế nào đối với hai bạn? Cũng là một cái sự rất là tình cờ, bởi vì
Nga và Uyên cũng được biết của anh trong những cái lần tham dự liên hoan Sen Hồng, thì anh có thể nói là một cái gương mặt rất là nổi bật của nhà thiếu nhi Tân Bình, và lúc nào anh cũng được múa chính, hát chính hết. Là thì mình thấy cô bé này là cũng dễ thương lắm, mình cũng không biết là mình nghĩ chắc bằng tuổi mình hay là nhỏ hơn gì đó thôi, và thấy cũng có vẻ rất là năng động, rất là dễ thương và nổi bật lắm. Thì sau đó thì tôi được biết là anh có gia nhập vào tham gia một cái nhóm hát cùng cũng ba thành viên là nhóm Cánh Buồm Xanh, và sau khi mà Thanh Ngọc rời nhóm thì những lần đi diễn ở các tụ điểm thì cũng có gặp anh, và mình nghĩ ngay tới người bạn này, nghĩ là không biết sao thì nghĩ là người bạn này có thể là sẽ rất là hợp với Nga và Uy. Vì thứ nhất là về cái hình dáng rất là nhỏ nhỏ không đều hình với nhau, và thứ hai là cứ mặt cũng rất là dễ thương, và giọng hát thì cũng rất là đặc biệt. Thế thì còn cái công việc học tập, lúc mà gia nhập vào thì Quang cũng còn đang đi học, thì không biết là khi mà bắt đầu một nhóm khác với cái nhóm Cánh Buồm Xanh của bạn trước đó, vì là cái nhiệt độ làm việc của Mắt Ngọc chắc chắn là nhiều hơn rồi, thì làm sao lúc đó mà Quang là một cái lính mới và có thể sắp xếp được mọi cái ổn thỏa để mà hòa nhịp cùng với cái nhiệt độ làm việc của Mắt Ngọc? Thật sự thì lúc đầu mà mới vào nhóm anh, nói chung là mình chế quán luôn, mình thấy làm việc khi mà mình mới bước vào là mình phải đi diễn liền à. Tại vì nhiều show quá, cái nói chung là mình tập, tại sáng thì phải đi tập tới chiều, nhiều khi tới gần tới giờ diễn rồi mình mới bắt đầu về để trang điểm rồi đi diễn, và một ngày thì chạy tới mấy show, mà nhiều khi chung giờ lúc đó cái sức khỏe của mình nó chưa có đáp ứng được với cái nhiệt độ làm việc đó, thì có nhiều khi mà em đi tỉnh về xa đang ngồi trên xe thì á ói luôn cả chỗ luôn, chưa có quen. Nói chung là mình cảm thấy là mình chưa có quen, thì lúc đó mình thấy cũng sợ, cũng rất là nhiều thứ trong đầu là trời, vừa tập vừa học, nhưng mà nói chung là cũng gia đình rồi nhóm cũng động viên mình rất là nhiều, thì nói là lúc đầu mình chưa quen thôi, nhưng mà còn tới bây giờ thì nếu mà nghỉ một ngày nào đó mà mình không có công việc hoặc là mình không có bận rộn được như vậy thì mình rất là khó chịu. Thôi đi nhé, em đành thua thôi. Cho anh mi lẻ lên hai.
ra cái gì ra cái này. Em xa đôi mắt để nhìn anh thua. Anh đang mơ em và nhìn thế giới. Cùng ra đôi mắt ta huề đi anh. Cầu cho nhân loại cùng chơi tu ti. Như anh vừa chia sẻ, nhịp độ làm việc của nhóm và ngay cả cái sự di chuyển từ nơi này sang nơi khác đi biểu diễn khá nhiều. Thế thì những cái khoảng mà ngồi ở trên xe chờ đến điểm diễn nè, rồi cả khi mà diễn xong rồi quay trở về lại thành phố nữa, các bạn trải qua cái khoảng thời gian như thế nào? Một cái xe chắc không phải nhiều đâu anh. Thì như thế nào? Người này có thể nói về người kia cũng được. Thực sự thì ngồi trên xe thì cũng là tiết mục đầu tiên là tiết mục 8 lôi hết chuyện này tới chuyện phim, ngay cả chuyện chung phim bộ cũng ngồi bàn cho tới khi nào mà mệt đi ngủ thì thôi. Hoặc là coi phim hoặc là nghe nhạc, như vậy cũng hết thời gian rồi. Phần mình cũng ăn uống thì nó cũng nhẹ nhẹ trên xe thôi, còn nói chung là đi một khoảng đường dài là quan trọng nhất là tán còn nghe. Đối với em thì em thấy là đấy là anh cứ lên xe là ngủ từ lúc đi đến lúc đến điểm diễn luôn. Còn Uyên thì cũng lúc tám thì giúp em tám ngoài. Em thì em rất là thích. Nhưng mình muốn động, ngồi trên cái trên bên cạnh tài xế nữa. Rất là ngồi đó là cứ quay xuống tám tám tám, thấy bạn này ngủ thì lại tám tiếp với Uyên. Rồi tám một hồi nữa rồi Uyên cũng ngủ, rồi tính em thì lại là bất khi nào mà lên xe mà ngủ thì mình đi xe những lúc mình cũng không có yên tâm. Dù nhiều lúc cũng rất là mệt nhưng mà không biết sao luôn, mình cảm thấy là mình cứ ngồi cạnh tài xế mình nhiều lúc đi đêm á, diễn xong về thành phố là buổi sáng chạy trong đêm thì mình cứ thức dậy đó mình cứ nói chuyện với tài xế cho mà cảm thấy là cứ buồn ngủ. Mình cũng rất là lo lắng bởi vì khi nào tới nhà rồi mình mới yên tâm. Mà anh nhiều khi lên xe thì ngủ suốt luôn. Thì nhiều khi thì em ngủ nhưng mà thật sự thì lúc táo thì tụi em cũng có tham gia một chút. Rồi nhiều khi nghe nhạc hay là nhóm cũng có nhiều lúc bận việc thì mình lấy công việc mình đang lên trên xe mình bàn với nhau. Hoặc là khi mà mình trong những cái khoảng thời gian mà tụi em nghe nhạc thì khi đó tụi em cũng để ý hoặc là mình thưởng thức những cái bài hát đó, mình thấy nhiều khi có thể là hợp với mình hay là mình tìm tòi những cái hay ở trong những cái ca khúc mà những cái ca sĩ khác người ta thể hiện. Và cũng như là có thể đa dạng hơn cho cái công việc biểu diễn của các bạn đúng không nào? Vừa rồi thì một cái sự xuất hiện của nhóm trong một chương trình khoa nhớ, đó là chương trình Hòa Nhịp Bạn Trẻ, với sự xuất hiện thêm của những cựu thành viên của Mắt Ngọc nữa. Thế thì cái sự tụ hợp và tụ hội đó dường như cũng làm cho các khán giả, như là khán giả tụi tiên mà theo các bạn đến bây giờ, họ cũng là khá hài lòng. Thế thì nghĩ về cái chương trình ca nhạc Hòa Nhịp Bạn Trẻ thì các bạn cảm thấy thế nào? Thật sự cái đêm đó là một cái đêm rất là đáng nhớ đối với Mắt Ngọc. Tại vì cái khoảng thời gian mà mình tập trung với nhau thì tự nhiên cảm thấy nó vui mà nó giống như kỷ niệm nó đâu nó ào về nhiều những cái gương mặt đó mà ngày xưa giờ trở lại thì cảm thấy là vui và làm việc rất là an ý. Và cái đêm đó là cái đêm rất là xúc động và nghe nó khóc tại sân khấu. Yeah. Do là kêu lòng không đặng. Yeah, tại sao bạn khóc, bạn cảm thấy là xúc động quá như thế nào? Thật sự lúc đó là không muốn khóc nữa mà không biết tại sao nước mắt đâu nó cứ trào ra. Mình cảm thấy fan những khán giả của mình cũng như là không hiểu sao là mình cảm thấy mình rất là họ rất là yêu thương mình và đứng bên cạnh là có Thanh Ngọc với Quỳnh Anh, tự nhiên lúc đó cảm giác tình bạn nó cảm thấy nó thiêng liêng và nó cao cả lắm, mình không biết nói thế nào mà tự nhiên cảm thấy năm người như là đang gắn kết lại với nhau và thật sự đó một cái đêm mà không ngủ được luôn á. Chắc chắn khi mà sinh hoạt với nhau trong một cái tập thể cũng có những lúc giận hờn hay là có những lúc từng cá nhân không có hài lòng về nhau, và sự ra đi của từng cựu thành viên trong nhóm cũng để lại nhiều cái nỗi lo hay là những cái băn khoăn của Nga và của Duy Yến lúc đó nên. Thế thì trải qua hết những điều đó thì các bạn cảm thấy rằng là mình như thế nào để có thể bỏ qua hết và có thể vui vẻ mà đứng cùng sân khấu như vậy? Thì nói chung là cái thời gian càng dài thì mình cảm thấy là mình càng chững chạc hơn và nhìn nhận lại mọi việc đúng đắn hơn. Đối với em thì đó là cái kỷ niệm gọi là vô giá. Thì mình dù mình có thể là tiền mình cũng không thể mua được cái tình cảm như vậy, thì đó là mình phải nên trân trọng nó và nó luôn làm cho mình cái chỉ để động viên động lực của mình cố gắng tiếp tục công việc của mình.
One, two, three, four, five, six, seven. Blaze the hot Trizac, sound like heaven. Rơi mưa hát ru đêm buồn, em mong cô đơn cho nhớ thương đông đầy. Anh yêu ai đâu, anh có hay lòng em? Em yêu anh thôi, em chỉ yêu anh thôi. Khi bao đam mê mang mãi anh đi rồi, khi câu yêu thương anh đã trao bao người. Em không tin anh nhưng biết tin vào ai? Còn tình thơ ngày đau nỗi đau đầu đây. Vì sao em quá yên lòng? Vì sao em không thể quên anh? Tình yêu là chi? Là chi đối với anh? I'm the baddest, I'm the best, and I'm gonna take it to the, take it to the top. Em biết nước mắt không thể mang anh quay về với ai đó nơi nào anh đã quên tình mình. Có sao vẫn bom chờ dù còn chi nữa? Mưa vẫn rơi mãi rơi mãi, em thức trong đợi chờ. Trong bóng bên hiên mong bóng anh trở về. Ai cũng nói em quá dại khờ nhưng em vẫn giữ mãi cuộc tình. Chỉ yêu mình anh, chỉ vì em yêu anh. Showbiz Việt Nam luôn luôn gọi là phong trào của các nhóm hát khác hẳn với các ca sĩ solo. Thế thì cũng là những nhóm nhạc đi đầu, và đến bây giờ khi các con số tồn tại của các bạn vượt hơn con số 9, con số 10 và sẽ đi tiếp, các bạn nhìn nhận như thế nào về cái mà mọi người nhìn nhận và chỉ gọi là phong trào của nhóm nhạc? Thật sự thì nói là phong trào thì cũng không đúng. Thật sự mỗi người khi mà người ta tham gia một nhóm nhạc thì có nhiều lý do lắm. Có thể là vì người ta đam mê, nhưng mà một số người là người ta để làm một cái đà để khi mà bước ra solo thì người ta sẽ có một cái tên tuổi hoặc là một cái dấu ấn riêng cho mình. Còn đối với Bất Ngọc thì Bất Ngọc tham gia từ bé rồi, thì mọi người gần như là vì đam mê và có thể đứng ở đây với nhau mà tồn tại tới khoảng hơn 10 năm rồi, đến nay là 11 năm rồi, hôm nay là qua 11 năm rồi đó. Là Bất Ngọc cũng phải giữ cho mình một cái quy luật riêng và những cái tình cảm gắn bó người hơn 10 năm đó thì không thể nào mà có cái gì để chia rẽ mình được. Khi gọi là một niềm đam mê thì chắc chắn là các bạn sẽ phải theo đuổi và làm tất cả vì niềm đam mê đó. Nhưng mà đến cái tuổi như chúng ta thì chắc chắn là khác ở cái thời điểm mà hai bạn vừa sinh hoạt cái nhà thiếu nhi, hay là nhiều anh cũng vậy, bắt đầu về cuộc sống, vì cơm áo gạo tiền, vì mưu sinh tất cả. Thế thì cái niềm đam mê đó có đủ để cho các bạn duy trì và tồn tại cái thương hiệu Bất Ngọc đến bây giờ hay không?
như anh nói thì thật sự càng lớn thì mọi thứ nó càng khác, nó không phải là màu hồng như ngày xưa nữa mà nó có ba tạp chất ở trong đó, ba màu đen. Làm sao để mà mình lọc được cái màu đó để nó mới đúng như cái tên mắt ngọc mà các bạn có đến bây giờ. Dạ đúng, chính vì vậy mà mắt ngọc cũng phải cố gắng lao động nghệ thuật một cách đúng đắn, nhưng mà bên cạnh đó thì mình cũng không thể nói là mình lúc nào cũng thuần túy vì đam mê, mình cũng còn phải có cái công việc vì cơm áo gạo tiền, vì cái cuộc sống mưu sinh của mình. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình đừng có vì cái đồng tiền mà mình làm nó bị cái màu nó bị lệch lạc đi. Cũng giống như lao động nghệ thuật thì mình chọn những cái con đường, những cái bài hát mà cảm thấy phù hợp với mình. Nhưng những cái bài hát nó theo thị trường nhưng mà lại không hợp với mình thì mình cũng không thể nào mà đu bám theo để vì mục đích là lợi nhuận hay cái gì đó. Cho nên là mất học nó cái quy luật khá hay là như vậy. Và khi mà Duyên nói đến điều này thì Khoa mới nhận ra một điều rằng là gần đây trên các phương tiện truyền thông báo chí với cái sự xuất hiện của các bạn cũng như là một cái chiến lược PR trở lại, có nghĩa rằng là trước giờ thì các bạn đi hát thôi, ít khi nào mà xuất hiện nhiều trên báo chí với một cái mức độ dày như vậy, có lẽ rằng là các bạn đã thực sự trưởng thành. Và cái sự trưởng thành đó không chỉ thể hiện qua đời sống, qua những gì mà các khán giả tôi thấy các bạn ngày hôm nay ngồi trước truyền hình, mà còn cả là một cái album và những cái ca khúc của âm nhạc nữa. Thế thì như thế nào để đánh dấu một cái bước trưởng thành của Mắt Ngọc bằng album mới nhất Vol 4 với chủ đề là Ngọc? Thì Mắt Ngọc cảm thấy rất là tâm đắc khi mà phát hành cái album Vol 4 chủ đề Ngọc này. Khi mà phát hành thì đánh dấu một cái hình ảnh Mắt Ngọc rất là trưởng thành, mặc những cái bộ áo dài và hát những cái bài hát thì nói chung là nó cũng đã đi vào lòng người. Và khi mà khán giả đón nhận cái album này thì hầu hết là đều cho Mắt Ngọc những cái lời khen, và nhất là về hình ảnh. Và khi mà hình ảnh để mà tạo hình cho mình trở thành những cô gái trưởng thành rất là thức tha. Ngay tới đây có poster lớn à. Thế thì làm như thế nào để có thể có được những cái bức ảnh đẹp như thế này, ngay cả những cái postcard mà các khán giả khi mà có dịp mua cái album này sẽ cầm được trên tay những cái postcard rất là đẹp nữa. Từ phần hình ảnh này, rồi áo dài, rồi chọn cái cảnh chụp hình và cái thời điểm chụp hình nữa. Nếu để đến một cái quá trình là làm cái vui lắm nó rất là dài dòng. Thực sự ra thì đây là một cái album mà Mắt Ngọc nghĩ là mình tưởng chừng là đã bỏ cuộc rồi, không có nghĩ là nó làm được lên trên kệ đĩa là phát hành đến ngày hôm nay. Bởi vì khi mà Mắt Ngọc thực sự ra ở ngoài đời, hôm nay Mắt Ngọc cũng tâm sự quý vị, thì ở ngoài đời anh Khoa cũng là một người bạn cũng rất là thân Mắt Ngọc. Và trong cái album lần này thì sau những cái lần mà đi chơi rồi anh em tâm sự với nhau thì anh Khoa cũng cho Mắt Ngọc những cái ý kiến rất là hay, và thấy là tụi em cũng nên thay đổi cái hình ảnh. Như anh đã biết rồi đó, thì đây là em ở đây hôm nay em cũng xin cảm ơn anh rất là nhiều và đã cho tụi em những cái idea, những cái hình ảnh rất là đẹp và đạt cho tụi em cảm thấy rất là hài lòng với ý. Thì sau những cái lần mà biểu diễn trên xe đó, như em mới nói là tụi em cũng nghe lại những cái bài hát này và thấy lời anh nói thì thấy đúng là mình cũng nên làm một cái hình ảnh nó khác hơn. Và Mắt Ngọc đã cố gắng thu âm những cái bài hát này. Sau đó thì cái đầu cũng hơi nản, cũng tưởng chừng là... mình thấy nó không có thị trường rồi, nó mới mẻ quá. Mình biết phát hành đĩa này là ai nghe mình. Bây giờ người ta nghe nhạc thị trường đúng không? Đúng rồi. Mình ra cái này thì không biết làm sao nữa, rồi cứ đắn đo suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui hoài, cuối cùng thì mình nói là không, giờ mình phải làm khác người, chứ bây giờ mình làm giống ta là không có gì khác nữa hay nữa. Là mình quyết định là Mắt Ngọc rất là gan và đã khác người chút xíu, là mình thay vì người ta cứ theo hướng nhạc thị trường bây giờ thì mình lại trở lại ngược với dòng nhạc xưa, những cái bài hát đi vào lòng người, có thể nó sẽ làm khán giả ấn tượng với mình hơn. Và không ngờ là cái thông minh này phát hành cái những cái hình ảnh phần áo dài, rồi những cái con phố, những cái góc đường rất là đẹp, rất là hay, nó là chị Mắt Ngọc lại được khán giả đón nhận được. Dường như bất kỳ một chương trình ca nhạc lớn nhỏ nào của thành phố hay là của cả nước đều có sự có mặt của các bạn. Bởi vì thật sự một điều là không có quá nhiều nhóm nhạc tồn tại đến bây giờ. Và khi mà thể hiện mình ở những cái ca khúc nói về Sài Gòn, nói về đêm đô thị, chẳng hạn như là Tuổi Thần Tiên, hay là Đêm Đô Thị, rồi Sài Gòn Đẹp Lắm, hay là Những Bước Chân Âm Thầm, thì những cái ca khúc đó nói về một đời sống Sài Gòn ở nhiều những cái thế hệ, nhưng mà dường như là vẽ một bức tranh rõ nhất khi mà các bạn hoàn có ký lại rất là trẻ trung, rất là hiện đại. Thì không biết là trong lòng của mỗi người có tình cảm như thế nào đối với Sài Gòn nên mà các bạn đã sinh ra lớn lên. Thành Khoa hỏi cái này thì mới có dịp để cho tụi em nói. Thật sự là tụi em cũng có những cái chuyến đi du diễn xa ở nước ngoài,
thì có những lần mà tụi em ngồi trên xe thì cũng nghe nhạc và thì nghe của những cái nhạc xưa, những bài hát này, nhưng mà những ca sĩ ngày xưa hát thì mình nghe mình rất chạnh lòng. Trời ơi, thật sự là mình chỉ đi có chừng một tháng, hai tháng thôi, nhưng mà mình mới cảm nhận được là trời ơi, tại sao mà mình nhớ cái thành phố của mình. Mà khi đó thì em mới cảm nhận được là à, những cái hình ảnh đó mà như là đặc biệt nhất mà khi mà mình nghĩ về tới cái thành phố của mình, à, đó là cái góc đường ở ngay chỗ khúc mà nhà thờ Đức Bà, hoặc là bưu điện thành phố. Nói chung là không hiểu tại sao mình lại thấy trời ơi, mình yêu nó quá. Nhưng mà hồi trước giờ mình ở đây, mình sống ở đây, mình không bao giờ nhưng mà cái dịp sống nó quá nhanh đi, mình không bao giờ có thời gian để mà mình lại ngồi mình nghĩ lại là mình có thật sự là phải mình sống ở đây, mình có yêu cuộc sống ở đây hay không. Và lúc đó thì mình mới biết là tại sao mà mình yêu thành phố này như vậy. Và khi mà tụi em hát cái ca khúc về Sài Gòn thì thật sự là tụi em cảm thấy là nhập tâm lắm, và hát những ca khúc này thật sự tung tăng và rất là tình cảm. Còn bạn Nga, cái tình cảm của bạn đối với Sài Gòn như thế nào? Nó được biểu hiện cụ thể qua cái từng con đường, góc phố, hay là qua cái gì của cuộc sống? Thì cũng giống như anh, là những cái lần mà đi biểu diễn xa thì mình cứ mong là ngày mai mình lại được phải quay trở lại thành phố của mình. Không biết tại sao lúc đó mình cảm thấy thèm ăn những cái món ăn ở thành phố, thèm được nhìn thấy cái cảnh xe cộ đông đúc như vậy. Mặc dù lúc mình ở đây rồi, mình ra đường thì lúc mình cảm thấy bực bội cái cảnh mà đường phố mình bây giờ kẹt xe thế nọ, nhưng mà đi xa rồi là mình cảm thấy nhớ. Thì em nghĩ cái đó là một, chắc là mình cũng rất là có một cái tình cảm đặc biệt với thành phố của mình, nơi mình sống. Yêu khi nào mà không biết. còn Uyên, chắc là nói về ẩm thực một tí ha. Tự nhiên mình nghĩ là cái món ăn gì, hay là những cái món ăn gì được chế biến ở Sài Gòn mà làm bạn cảm thấy rằng là đáng của mình yêu? Có lẽ là không có món nào mà đặc biệt ngoài ốc. Thì ở Sài Gòn thì ốc được chế biến thêm tất cả các loại kiểu xào, nướng, sốt te, sốt tỏi, nhiều thứ, và nó làm cho mình một cái gì đó gọi là một cái văn hóa ẩm thực rồi. Thì nó cũng động lại cho mình, dù đi xa cách mấy mình cũng thèm cái mùi vị đó. Mình ngay cả lúc mà mình làm được cái chỗ đó nhưng mà cũng cảm thấy không ngon, thì không biết là về tới đây ăn lại thấy ngon. Không hiểu là sao, giống có lẽ là cái nơi mình sinh ra và lớn lên thì đó là hình ảnh nó quá quen thuộc với mình rồi.
mới cho mình, thay đổi từ những bài hát của Tim mà trước đây các khán giả vẫn thường nghe như là Máy Bay Giấy hay là những ca khúc trong cái album nhạc dance mà các bạn đã phát hành, có một bộ đĩa, có hai CD nữa, thì mình có cảm thấy là mình cái sự làm quen với một cái thể loại nhạc mới có khó khăn lắm để quyết định cho cái sự trưởng thành cho âm nhạc của các bạn không? Thật sự là khi mà bước lên sân khấu với cái áo dài hay là biểu diễn phải thước tha một chút, dịu dàng một chút thì cũng hơi khó, tại vì áo dài thì mình không thể nào mình nhảy nhót hay là thoải mái như là những cái bộ áo dài hay là những cái trang phục khác. Nhưng mà thật sự khi mà mình khoác lên mình chiếc áo dài và mình biểu diễn với ca khúc về Sài Gòn thì giống như là mình được thả hồn vào cái cuộc sống mà mình đang sống, và mình thấy là khán giả ngồi ở dưới người ta rất là ủng hộ vì người ta cũng đang sống ở Sài Gòn, và người ta còn những cái khán giả nào mà người ta xa quê, khi mà người ta quay về thì người ta thấy được hình ảnh của Sài Gòn mình hay thì nó mới và nó trẻ như vậy, thì người ta cũng cảm thấy rất là hạnh phúc vì người ta được sống ở Sài Gòn. Và khi mà được biết Nga là thành viên chủ chốt mà luôn luôn nhận show này, được nghe điện thoại này, sắp xếp lịch biểu diễn nữa, áp lực của bạn như thế nào? Và tại sao mà không chia bớt cho các thành viên còn lại để một mình ôm cái gánh nặng đó? Thật sự thì em cảm thấy là nếu mà nói là áp lực thì nói chung cũng không có, nhưng mà thật sự nếu mà những lúc mà sợ nhất là những cái lúc mà bị hối xô. Mình cứ cầm điện thoại mà cứ sợ lắm, nói chuyện tụi bay nghe thử rồi bay biết tụi sợ. Bởi vì lúc nào bác Ngọc cũng phải gắn sắp xếp xô sao mà chạy cho không có dám nhận quá nhiều, dù bữa đó cũng rất là nhiều xô mời mình chọn lọc ra mình không dám nhận nhiều, bởi vì khi mà mình nhận thì mình không hoàn thành được thì mình rất là kỳ và sợ lắm. Mỗi lần mà cái điện thoại mà ré hó xô là nó chỗ hó tống nghe cứ biểu anh lại biểu anh hay đi thôi nghe giùm, nó nói giùm chứ nhiều lúc mình cũng rất là sợ. Thật sự thì công việc nó cũng chia ra, những lúc thì anh cũng có nhiều người biết sinh hoạt của anh thì cũng liên lạc với anh để mà nhận lịch diễn, thì Yên cũng vậy, chứ không phải là một mình nghe đảm nhận hết công việc. Khi mà chọn chủ đề cho album mới nhất tên Ngọc, có bao giờ các bạn nghĩ là mình xứng đáng là những cái viên ngọc của phong trào nhóm hát cho cái thị trường âm nhạc ở Việt Nam hay không? Tất nhiên là Mất Ngọc không dám nói quá như một viên ngọc vậy quá, thì nhưng mà Mất Ngọc nghĩ là nếu mà nói về cái công việc của mình từ trước tới nay thì thật sự Mất Ngọc dám tự hào nói về mình là mình rất là trong sáng và rất là đi một cái con đường rất là thẳng. Mất Ngọc nghĩ là dù sao đi nữa thì ngoài những cái khán giả tiên hay là những cái khán giả nhỏ tuổi mà đã theo ủng hộ Mất Ngọc, thì bên cạnh đó vẫn còn có những cái khán giả lớn tuổi, và những khán giả đó thật sự là cũng rất là dành tình cảm và coi mình như là con cháu, và có những người thì người ta cũng rất là người ta coi mình giống như là một cái hình ảnh hoặc là một cái hình tượng gì đó để khi mà con cái họ lớn lên họ như là hướng con cái của mình theo một cái hình ảnh đó, và mình phải đẹp và phải trong sáng, phải tinh khiết như thế nào thì họ mới dám để cho con cái họ hướng theo một cái con đường đi mới. Từng nhóm nhạc đều có những cái thời kỳ để mình tỏa sáng, và dường như là hầu như ai cũng có một cái điểm dừng đúng lúc, từ Ba Con Mèo, Tanka Ba A, Tanka Con Gái, Tích Tích Tắc, Tanka Áo Trắng, và ngay cả đến gần đây mới nhất là ACNM và MTV nữa. Sự dừng lại đúng mức để cho những nhóm nhạc đó có một cái dấu ấn sâu hơn trong lòng của những khán giả yêu nhạc, thế thì Mất Ngọc sẽ nghĩ như thế nào về mình và cả cái những cái bằng đại học mà các bạn đã có được của từng cá nhân nữa, có phải đó là một cái bước đệm chuẩn bị về sau hay không? Thực ra thì Mất Ngọc cũng rất là tự hào vì là Mất Ngọc là một cái nhóm nhạc vừa đi biểu diễn, và bản thân mỗi người đều cầm trong tay một cái tấm bằng đại học, dù chưa sờ tới nó làm gì hết, nhưng mới có cầm để đó chừng thôi, chưa xài. Nhưng mà trong tương lai thì có thể là Mất Ngọc cũng sẽ bắt đầu sử dụng đến nó, để cho nó cái việc đi hát và việc đi học nó sẽ hỗ trợ lẫn nhau, nó sẽ bổ sung lại cho nhau, và em nghĩ điều đó cũng rất là tốt cho cái tương lai của mình. Còn với Nga? Nga cũng nghĩ như Uyên, mặc dù bây giờ mình chưa có khi mà học tốt nghiệp đại học xong thì mình dành hết thời gian cho việc ca hát, nhưng mà em nghĩ là chắc nay mai hay là cũng sẽ sử dụng tới tấm bằng đại học đó. Cái nên là mình trang bị cho mình để dù gì nữa thì cái nền tảng kiến thức cơ bản nhất về đại học vẫn có để mà sử dụng sau này, đúng không? Dù là kinh doanh hay bất cứ ngành nghề gì khác. Thế thì còn quanh khi mà bạn học làm cô giáo? Thật sự
mà em chọn một cái ngành là giáo viên thì cái đam mê của em cũng có trong đó, vì em là giáo viên dạy âm nhạc. Dù là mình không có theo tiếp con đường ca hát đi chăng nữa thì em vẫn theo tiếp cái niềm đam mê của mình là âm nhạc. Tuy nhiên thì em nghĩ là Mắt Ngọc cũng có một cái định hướng cho mình, giống như các anh chị MTV hay CNN gì đó, thì Mắt Ngọc cũng nghĩ là tới một cái thời điểm nào đó khi mà Mắt Ngọc cảm thấy mình dừng chân được rồi, để khi mà mình nhìn lại thì khán giả vẫn có thể mỉm cười và vẫn luôn nghĩ về Mắt Ngọc với một viên ngọc trong sáng tinh khiết nhất. Và chúng ta mới bắt đầu cái chặng đường mới của các bạn thôi, và chắc là cái con đường nó còn dài. Em có hỏi một tí thôi, có nghĩa rằng là chắc là qua đó thì các khán giả biết thêm một cái điều là các bạn ai cũng có bằng đại học hết. Bởi vì thường hầu như ai cũng nghĩ cái quan niệm trước giờ là ca sĩ thì ít có thời gian để đến trường và đi học. Thì khi mà các bạn phá vỡ cái điều đó thì có cảm thấy rằng là mình làm cái đó vì phá vỡ cái khái niệm đó, hay là vì bản thân các bạn? Khi mà đi học đại học, khi mà dành thời gian để đến ghế nhà trường trong suốt 4-5 năm như vậy. Cái điều đó là thực sự bản thân Mắt Ngọc muốn và gia đình cũng mong muốn là khi mà mình đi biểu diễn thì đằng sau đó mình cũng có một cái nền kiến thức giống như mọi người. Thì khi mình đi biểu diễn thì người ta sẽ nể mình nhiều hơn, tại vì mình biết cách cư xử và cái lượng kiến thức của mình cũng có thể là nói chuyện được với người ta. Có nhiều người ta lại nghĩ là đi hát này thì chắc là cũng không có học hành, cũng không biết tới đâu, nhưng mà Mắt Ngọc làm ngược lại, có nghĩa là mình cũng học như người ta và mình cũng đã thành công trong lĩnh vực âm nhạc. Cái điều đó như là có. Có nghĩa mình sẽ hơn người ta ở một cái, mình có một cái điểm cộng cho một cái là mình được trải nghiệm với những cái sự yêu thích của mình về giải trí, về nghệ thuật. Và hơn hết là các bạn đứng trên sân khấu để mà thể hiện những ca khúc mình yêu thích cho các khán giả của mình, đúng không ạ? Tình yêu âm nhạc đã mang các thành viên của Mắt Ngọc đến với nhau, và ở từng mỗi chặng đường thì các khán giả sẽ dõi theo và thấy Mắt Ngọc có những cái hoạt động phù hợp với lứa tuổi, với những cái gì mà đời sống âm nhạc và đời sống của các bạn bên ngoài cho các bạn. Và với gần đây nhất là album Ngọc với một tên gọi như một viên ngọc sáng, chắc chắn rằng là album mới của Mắt Ngọc cũng như là cái sự trưởng thành của các bạn cho âm nhạc sẽ thể hiện rất rõ, để các khán giả có thể yêu hơn những gì mà Mắt Ngọc đang làm và tiếp tục làm cho showbiz của âm nhạc Việt Nam, như là nói cụ thể hơn là đời sống của âm nhạc Sài Gòn. Và thay mặt cho chắc phía sau, xin cảm ơn Mắt Ngọc rất nhiều vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Chúc các bạn sẽ tiếp tục đi, sẽ là những viên ngọc tỏa sáng của showbiz Việt Nam. Mắt Ngọc cũng xin cảm ơn chương trình cho chat tới sau đã dành thời gian để cho Mắt Ngọc có thêm một chút thời gian để tâm sự với quý vị khán giả về cuộc sống của mình, cũng như là những cái trải nghiệm trong âm nhạc của Mắt Ngọc trong thời gian qua. Hy vọng là album Ngọc vừa phát hành của Mắt Ngọc sẽ làm cho quý vị cảm thấy yêu thương hơn cuộc sống ở thành phố, và cũng giống như là âm nhạc xưa sẽ mang quý vị đến với những ca khúc thật là hạnh phúc và yêu thương của người. Em yêu không ai coi xem lỗi nơi ai,
em ra đi, em đã ra đi, em đi theo duyên mới xa xôi bên bên. Anh đã ra đi bên bên, em sẽ bơ vơ bên bên. Tình xuống khi xưa bên bên, ta sẽ không quên bao giờ.